chúng ta qua một cái khái niệm tiếp theo là sâu ký tự. Như chúng ta đã thực hành lúc nãy thì cái lệnh print này có thể in ra bên trong này là một đoạn chữ đánh dấu bởi dấu nháy kép đầu và dấu nháy kép cuối. Khi đây là dấu nháy kép thì trong này là một đoạn chữ, nó sẽ in ra. Và nếu không phải dấu nháy kép thì nó sẽ phải là một cái giá trị của một biến hoặc là của một biểu thức nào đấy bên trong này. Rồi, thì những cái đoạn chữ được để trong dấu nháy kép này trong lập trình người ta gọi là sâu ký tự. Cái từ sâu này tiếng Anh là string, có nghĩa là một chuỗi. Một chuỗi bao gồm các ký tự, thì ký tự thì là một một mỗi chữ trong này, một dấu cách trong này, dấu phẩy trong này, vân vân, tất cả những cái chữ cái, chữ số, dấu cách, dấu phẩy trong này gọi là các ký tự. Thì cả một đoạn chữ này là một sâu, tức là một chuỗi, một dãy các ký tự liền nhau. Nên từ đó chúng ta có cái từ là sâu. Nó gọi đoạn chữ này là sâu ký tự. Tất cả các ngôn ngữ lập trình đều gọi như vậy. Đây không phải là thuật ngữ của Python mà thuật ngữ chung của các ngôn ngữ lập trình. Tuy nhiên, mỗi ngôn ngữ lập trình thì có cách ký hiệu cái sâu ký tự khác nhau. Trong Python thì chúng ta có thể dùng dấu nháy kép để đánh dấu bắt đầu và kết thúc của sâu ký tự, hoặc là dùng dấu nháy đơn, kết quả như nhau. Và cũng có cách thứ ba để đánh dấu sâu ký tự là dùng ba dấu nháy kép hoặc là ba dấu đơn, nên chúng ta sẽ tìm hiểu trong dịp khác. Thì lệnh print này có thể nhận vào một biến hoặc là một biểu thức. Ở trong trường hợp này chúng ta một biến tên là tiêu đề. Tiêu đề này có giá trị là một sâu ký tự. Thì cái lệnh print này sẽ in ra cái đoạn chữ bên trong. Định nghĩa một cách hình thức một chút thì trong lập trình người ta gọi các đoạn chữ là các sâu hoặc là các chuỗi. Tiếng Anh là strings. Và các chữ cái, chữ số, các dấu câu ở trong câu được gọi là các ký tự, và tiếng Anh là characters. Và chúng ta cần phải phân biệt rất là rõ giữa ký tự và các số. Như lúc nãy lệnh print chúng ta đã thực hành in ra các ký tự và in ra các số. Ở đây chúng ta tạo hai cái biến a và b, cái bằng 6, cái bằng 11. Đây là hai số. Lệnh print thứ nhất in ra a cộng b nhưng mà đặt trong dấu nháy kép, tức là nó là một sâu ký tự. In ra cái chữ A cộng B, kết quả là cái này. Còn cái dòng thứ hai, print ra A cộng B nhưng mà không đặt trong dấu nháy kép thì nó là một biểu thức số học. Nó thực hiện phép cộng hai số này lại với nhau, in ra số 17. Tương tự, cái dòng print thứ ba in ra một sâu ký tự là 12 sao năm. Và cái dòng thứ tư, đây là một biểu thức thì đây là số, không có dấu nháy kép. Cho nên in ra kết quả ước tính là 60. Thì các bạn có thể thực hành rất là nhanh cái này vào trong cái dự án trên ucode.vn để nhìn được cái kết quả này. Và mình sẽ để khoảng 2 phút để cho các bạn thực hành. Các bạn nào có thắc mắc gì có thể comment trực tiếp bên dưới. Và mình sẽ trả lời ngay lập tức. Cái phần tiếp theo của bài học này mình sẽ nói về hai cái phép toán ở trên sâu ký tự. Thứ nhất là phép nối hai sâu. Trước đấy mình đã có một cái ví dụ dùng phép cộng một sâu với một cái biến name này rồi. Thì đây chỗ này chúng ta giải thích cụ thể hơn. Thì với hai sâu ký tự chúng ta có thể dùng phép cộng để nối hai sâu này lại với nhau. Ví dụ chúng ta có hai biến message1, message2 là đoạn đầu và đoạn cuối của một cái lời thoại, và cái biến name là chứa tên của người cần chèn vào giữa hai message này. Chúng ta có thể viết là lấy message 1 cộng với name cộng với message 2. Và lưu ý là cái phép cộng này đơn giản chỉ đặt cái sâu này bên cạnh sâu này và không thêm một cái ký tự trắng nào ở giữa cả. Cho nên chúng ta muốn có ký tự trắng ở đây này thì chúng ta cần để một ký tự trắng ở đây. Tương tự, sau cái dấu chấm này, trước dấu chấm này không có ký tự trắng, nên chỗ này không có ký tự trắng. Và sau dấu chấm cần ký tự trắng thì đây lại là một ký tự trắng nữa. Để vào đây. Ok, đây là phép toán rất đơn giản. Hai sâu ký tự có thể được cộng với nhau. Và phép toán này gọi là phép toán nối hai sâu, tiếng Anh là concatenate.
phép nối. Phép toán thứ hai là một phép toán khá là đặc thù của Python, nó cũng rất là tiện lợi, là phép nhân sâu với một số. Thì một sâu có thể nhân với một số, hoặc là mình có thể viết ngược lại cũng được, một số nhân với một sâu. Thì kết quả là sẽ là viết n lần cái sâu này cạnh nhau. Với n bằng 10 ở đây chẳng hạn, chúng ta sẽ viết liên tục 10 cái cặp ký tự này lại. Và cái sâu thứ hai bao gồm một dấu sao và một dấu cách nhân 15 sẽ ra được một dãy gồm 15 dấu sao như này. Sao cách 15 lần. Và hai cái này có thể đảo vị trí cho nhau, có thể viết là 10 nhân với cái sâu này cũng được. Tuy nhiên phép nhân hai sâu với nhau là không tồn tại và chúng ta sẽ gặp lỗi. Và chúng ta sẽ thử thực hành hai phép toán này trên cucode.vn. Nó tạo dự án mới và trở lại cái my code này, bấm thêm view code và chúng ta ghi tẹp tên của nó sâu ký tự. Ok, chúng ta thực hành thứ nhất là phép toán cộng hai sâu lại một cái lời chào hello là tên là in ra lời chào cộng với tên, xin lỗi, cộng với name. Chúng ta chạy thử và lưu ý ở đây có một dấu cách, nếu mà chúng ta không có dấu cách ở đây thì kết quả sẽ bị liền ở đây. Chúng ta muốn có dấu cách chúng ta phải thêm như này, và nếu chúng ta muốn thêm một dấu chấm câu ở cuối thì có thể cộng thêm một thẳng trực tiếp vào đây chấm hoặc là chấm than. Rồi, phép toán thứ hai là phép toán nhân sâu với một số, thì mình có thể ghi ở trên này win mình ghi dấu sao chẳng hạn nhân với 10 20 đi, thế là 20 dấu sao. Ok, và dưới này mình có thể thêm một cái như thế này nữa 20 dấu sao. Ở đoạn giữa này mình muốn cho cái chữ này dịch ra giữa một chút thì mình có thể làm như sau, in ra nhiều giá trị, chỗ này mình in ra dấu sao, chỗ này mình in ra dấu sao nữa. Rồi, và dấu cách, ví dụ cách là nhân với 5 thế nó sẽ dịch đoạn này ra giữa một chút, ok, hoặc là nhân với 2 thôi, nhân 2 thì đơn giản mình chỉ để hai là rất là xong, đỡ phải phức tạp. Hoặc là thêm trực tiếp vào đây, rồi thêm trực tiếp vào đây. Đường hoa văn khá đẹp rồi. Và nếu có yêu cầu mà tăng cái chiều dài của này ra, mình chỉ cần sửa số một số đây là xong, đỡ phải đếm. Nếu không có kỹ thuật nhân sâu, mình phải đếm lại, khá là vất vả. Rồi, chỗ này mình có thể sửa đổi một chút, các bạn tự sửa đổi thành dấu cách nhân với bao nhiêu đấy để cho nó đẹp. Và chúng ta chuyển sang phần bài tập cho cái phần kỹ thuật nối sâu và nhân sâu. Cái bài tập thứ nhất là in ra lời chào bốn bạn sau: An, Bình, Cường, Đức theo mẫu như bên dưới. Tức là chúng ta cần phải chào An, chúc bạn một ngày tốt lành; chào Bình, chúc bạn một ngày tốt lành. Bốn dòng như thế chúng ta hoàn toàn có thể viết bốn dòng. Tuy nhiên cách làm này nó không đẹp và mình sẽ chữa luôn cái bài này ở đây. Bài tập về nhà sẽ có một số các bài tập tương tự và các bạn có thể thực hành sau. Rồi, cái cách thứ nhất là mình có thể in ra trực tiếp luôn kết quả chào chào An, chúc bạn một ngày tốt lành. Lưu ý là mình in ra đúng yêu cầu của đề bài, ở đây có dấu, ở đây không có dấu, đây có thể là lỗi của đề bài, tuy nhiên đề bài yêu cầu như nào làm đúng như vậy, nếu không cái trình chấm tự động nó sẽ báo sai. An, Bình, Cường, Đức và chúng ta copy bốn dòng như vậy. An, Bình, Cường và Đức. Dạ.
Rồi là kết quả như này. Dưới này không có một dấu chấm câu nữa, chúng ta cần phải thêm dấu chấm câu. Rồi, tuy nhiên cái này nó không được đẹp, không đẹp ở điểm nào. Cái thứ nhất là cái đoạn chữ này bị lặp lại quá nhiều lần. Và nếu chẳng may mà chúng ta viết sai một chỗ, là viết thành chúc, thành viết nhầm thế này chẳng hạn, thì chúng ta phải sửa tất cả bốn nơi. Nó phải sửa cả bốn nơi. Cái thứ hai là chương trình này nếu sau này người ta muốn thay đổi tên của các bạn ở đây thì chúng ta lại phải sửa bên trong này. Cách đẹp hơn là chúng ta nên lưu tên này vào cái biến, nên một an ta làm bốn cái biến như vậy. Mình có dấu Cường và Đức, nhân 1, nhân 2, nhân 3, nhân 4. Và chúng ta lưu hai cái đoạn đầu và đoạn cuối của cái message, của cái lời chào. Lưu ý là cả dấu cách nhé, cả dấu cách ở đây và đoạn cuối của cái lời chào là bao gồm cả dấu phẩy. Ở chỗ này mình sẽ in ra. Bốn dòng nó làm message 1 cộng với cái tên 1 cộng với message 2. Ok, và bốn dòng như vậy, 2, 3, 4 nhân 2 nhân 3 nhân 4. Ok, cái lợi ích của cái chương trình này á, mặc dù nó dài hơn chương trình cũ, nhưng cái lợi ích là cái đoạn dưới này này không bao giờ mình phải thay đổi cả. Và sau này mình muốn thay đổi mình chỉ thay đổi một chút ở phía trên này thôi là xong. Mình muốn đổi tên bạn thứ nhất, đổi tên mình là bốn dòng thế là xong. Hoặc là cái lời nhắn này mình muốn thay đổi thành tiếng Anh chẳng hạn, chỉ cần thay đổi một chỗ là xong. Và cái phần này chúng ta sẽ có bài tập về nhà với những bài tập tương tự. Và chút nữa mình sẽ giới thiệu qua cách làm bài tập về nhà. Ta chuyển sang bài tập tiếp theo là bài tập sử dụng kỹ thuật nhân sâu để in ra màn hình cái hoa văn sau. Cái này hoàn toàn tương tự như cái ví dụ mình vừa làm lúc nãy. Mình đếm xem dòng thứ nhất là có bao nhiêu dấu sao, 2, 4, 6, 8, 10. Chúng ta lấy một dấu sao nhân với 10. Cái dòng thứ hai thì một dấu sao đầu, một dấu sao cuối, nhưng giữa lại có 8 dấu cách. Chúng ta lấy một dấu sao cộng với, tức là nối với một dấu cách nhân 8 rồi cộng với một dấu sao. Như vậy là xong. Mình sẽ để khoảng 2 phút để cho các bạn làm cái bài tập này. Và các bạn nào gặp khó khăn thì có thể comment ngay bên dưới. Và các bạn làm xong cũng có thể copy cái đường link dự án và comment vào bên dưới để cho mọi người cùng xem.